hàng loạt xe trọng tải lớn như Hogo, xe đầu kéo, vận chuyển cát từ các bến bãi tập kết cát sỏi tại xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đang hoạt động rất rầm rộ. Những chiếc xe chở cát với số lượng lớn mang logo Minh Ngọc, Hoàng Hải, Thạch Anh đang là nỗi ám ảnh hàng ngày đối với người dân địa phương nơi chúng đi qua. Dù có biển cảnh báo chú ý quan sát và đi chậm tại ngay trung tâm xã huyện Nguyệt Đức và ngay sát trường trung học phổ thông Phạm Công Bình, nhưng những chiếc xe siêu trường, siêu trọng vẫn vun vút lao qua, để lại khói bụi, tiếng ồn và nguy hiểm hơn là tiềm ẩn tai nạn giao thông tại khung giờ học sinh đang tới trường. Nhiều đoạn đường khói bụi mù mịt không hề được tưới nước để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Xe trọng tải nghênh ngang qua lại, mặc dù cơ quan chức năng đã đặt biển thông báo trọng tải cho phép chỉ 10 tấn. Điều đáng ngạc nhiên là số lượng lớn xe trọng tải hàng ngày vẫn lũ lượt qua lại, nhưng không hề bị các cơ quan chức năng có liên quan nào kiểm tra, giám sát. Đây là thời điểm Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023. Qua đó, xác định thời gian thường xảy ra vi phạm để tăng cường tuần tra, tập trung xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, khu vực đông dân cư, điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông. Áp dụng biện pháp xử lý vi phạm qua hình ảnh để nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Xử lý nghiêm tình trạng phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ. Trao đổi với Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, một cán bộ phụ trách giao thông huyện Yên Lạc cho biết, đơn vị cũng đã thường xuyên kiểm tra và giám sát.